tâm này nè. Chúc chúc gì ạ? Chúc man. Đập sao như vậy? Ủa như sao đập vậy? Một món. Đó, khoe ra đó. Để thức ra. Thôi ra. Không, mà tao thấy cái này táo bạo nhất nè. Nghĩ ra. Ai vậy? Ai là người nghĩ ra ý tưởng này vậy? Nghĩ ra luôn. Thôi ra hết luôn mày ơi. Mấy bởi coi đổ nữa. Đưa ba mà. Cái mò. Đổ ra còn một cũng được. Mày biết tiền shop cũng 25.000 tiền shop rồi đó. Giấy 5.000 nữa đó. À. Không có mượn mua shop đâu. Tiền hùng á. Mình hết rồi mình mua thôi. Con gấu nhỏ nhỏ. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Có cái nào bỏ giữa. Cái gì đây? Cái này cái gì vậy? Cá trắng, cá thương ngồi. Thôi bố mày. Quảng gia, quảng gia. Quảng gia coi thử. Thương ngồi chắc chắn. Nè. Ừ, xuống gió. Thôi bố à, ai mua à? Tại đi. Ai, ai người tại chợ? Tao không biết. Tao không biết. Biết, nghe chắc luôn. Không biết. Tao mua tao đéo biết là ai mua nữa. Cá cào cấu không? Hello. Còn món này bự bự hơn nữa. Tao có thể gì cái này nha. Giống không? Giống gì vậy không? Giống. Giống quá trời giống luôn mà. Cái gì em đây? Trời. Trời, cứu nha. Cái gì vậy? Móc vô mới được nha. Móc vô mới được nha. Móc vô. Không được. Lần sau không đi luôn á. Móc vô. Móc là không chung mà xin mật với mày luôn á. Từ từ, móc hộp này. Nghĩ sao tặng cái đó. Móc vô. Còn tờ giấy nữa. Tờ giấy này của Như nữa. Nó sao hả kìa. Không có rồi đó quen. Đọc ra, đọc ra. Quê rồi, he. Có gì đâu, hi hi. Cho cái thùng đó. Cho móc ra. Dù gì cũng thấy hết rồi. Tao biết cái gì trong đó. U là gì vậy? Ai yêu cầu mấy gì? Chớ đẹp vậy mình chơi. Đẹp chứ mà ai mua? Để bố tôi đi tặng lại tôi với. Hết rồi mày ơi. Hết rồi. Một một đống luôn. Bố mình bị điên. Món quà giá trị nhất mày cũng giấu rồi đó Hebi. Cái đó là vì tao không hết. Giá trị hết nhất rồi đó. Tao tặng mà cũng hết. Không có tặng mà. Ngày mai phải mặc nha. Không. Ừ. Không, mai để cho giặt mặt mà. Không muốn mặc luôn. Mai muốn mặc luôn cũng được. Hết rồi. Hết rồi. Tao không ngờ luôn á. Trong đó có bán gì luôn hả?